Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tòa án quân sự quân khu 7 đã tống đạt bản án hình sự sơ thẩm vụ án mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do bị cáo Lê Minh Trí, 34 tuổi, cựu đại úy quân đội chủ mưu cầm đầu. Theo đó, vào các ngày 26, 27, 28 tháng 6, Tòa án quân sự quân khu 7 đã xét xử vụ án trên và tuyên phạt bị cáo Lê Minh Trí tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy và tù trung thân về tội tàng trữ mua bán tiền chất vào việc sản xuất trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt bị cáo Chí phải chấp hành là tử hình. Ngoài mức án trên, Chí còn bị phạt bổ sung 400 triệu đồng. Hai bị cáo khác cùng lãnh án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy là Thái Cẩm Tâm, 33 tuổi, ngụ quận 5 và Trần Hải Lý, 38 tuổi, ngụ quận 4. Liên quan vụ án, có 6 bị cáo lãnh án tù trung thân và 7 bị cáo khác bị tuyên các mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến 20 năm tù về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ mua bán tiền chất vào việc sản xuất trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2017, do chung vốn làm ăn thua lỗ, Lê Minh Chí nảy sinh ý định mua bán ma túy để có tiền trả nợ, tiêu xài. Thông qua mối quan hệ xã hội, anh ta móc nối với đối tượng tên Bo và Kenny, người Việt Nam quốc tịch Pháp, để mua ma túy loại MDMA và ketamin vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời. Bị cáo chí được xác định đã liên lạc qua ứng dụng Telegram với Bo và Kenny, thống nhất giá cả mua bán. Bo và Kenny sẽ vận chuyển ma túy về thành phố Hồ Chí Minh cho Chí thông qua hình thức gửi hàng chuyển phát nhanh quốc tế, giao hàng dưới hình thức đo endo, giao hàng tận nơi theo địa chỉ do Chí cung cấp. Từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 4 năm 2023, Chí đã mua của Bo và Kenny 97 kg ma túy các loại có giá 29,6 tỷ đồng. Sau khi ma túy được vận chuyển vào Việt Nam, trí thuê Thái Cẩm Tâm, 33 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, nhận các kiện hàng và mang về cất giấu tại nhà anh ta thuê trước đó. Thời gian đầu, Chí chỉ đạo Tâm đóng ma túy vào các vỏ viên nhộng rồi đem đi tiêu thụ. Để có được nhiều tiền lời hơn, từ tháng 3 năm 2022, Chí quyết định làm tăng khối lượng ma túy bằng cách pha trộn ma túy với các chất phụ da để làm ra viên nén thuốc lắc và pha chế nước vui. Chỉ hướng dẫn Thái Cẩm Tâm, Trần Hải Lý cách pha trộn gia công viên nén ma túy. Tiếp đó, Chí thuê từ Nam Anh 26 tuổi quê Phú Yên điều chế ma túy, nhưng sản phẩm tạo ra chứa nhiều tạp chất, chưa đạt yêu cầu, nên tháng 8 năm 2022, cựu đại úy không còn thuê người này điều chế ma túy nữa. Trưa ngày 24 tháng 4 năm 2023, bị cáo tâm chỉ đạo thân tín của mình lấy ma túy đi giao thì bị trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang. Từ đây, đường dây mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy của Lê Minh Chí bị phát hiện. Quá trình điều tra xác định từ 97 kg ma túy MDMA mua từ Pháp, Chí đã chỉ đạo thuộc cấp pha trộn với 130 kg các chất phụ gia làm tăng khối lượng ma túy lên 227 kg để bán ra thị trường, thu lợi bất chính 6,2 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ việc sập nhà xưởng Bên trong có người bị vùi lấp. Thông tin ban đầu vào khoảng 8 giờ sáng mùng 9 tháng 8, một nhà xưởng ở thôn Đồng Quan, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư bất ngờ đổ sập. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành tìm kiếm các nạn nhân. Ông Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư cho biết gần 10 giờ, lực lượng cứu hộ đã tìm được trong đống đổ nát ba nạn nhân tình trạng nguy kịch đã chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Liên quan đến ba nạn nhân được tìm thấy anh NXT, công nhân làm việc trong xưởng sản xuất cho biết, thời điểm xảy ra vụ sập, một nhóm thợ xây có 8 người, một nam và một nữ tiến hành đập bức tường cũ của nhà xưởng để sửa chữa. Trong lúc ông CVT, sinh năm 1961, chú xã Ninh Vân đập bức tường cũ, bất ngờ cả dãy tường, hệ thống dầm và mái nhà đổ sập xuống. Hậu quả, ông T bị thương nặng, bà NTN, sinh năm 1962, chú xã Ninh Vân, người làm cùng, và ông NVC, sinh năm 1975, chú huyện Gia Viễn, Ninh Bình, là kỹ thuật của xưởng sản xuất, bị gạch và vật liệu đè lên người tử vong. Người dân cho biết thêm, mọi người nghe thấy tiếng động mạnh, chạy ra xem thì phát hiện khu nhà kho chứa lương thực bị đổ sập. Ngay lập tức, mọi người đã tìm cách cứu những người gặp nạn ra ngoài, đồng thời thông báo sự việc cho lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đến hiện trường để xử lý. Được biết, nhà kho bị sập rộng hơn 100 m vuông, xây bằng gạch lợp mái tôn từ nhiều năm trước. Ngày 8 tháng 8, đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu kéo và xà lan khiến 4 người thiệt mạng, 5 người mất tích, xảy ra hồi cuối tháng 4 năm nay tại khu vực biển cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 3 hải lý. Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cho biết, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo Điều 272 Bộ Luật Hình Sự. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt phương án trục vớt tàu kéo và xà lan bị chìm nhằm phục vụ công tác điều tra. Công ty trách nhiệm hiếu hạn xuất nhập khẩu Ngọc Hoa có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là đơn vị được phía chủ tàu là công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên Minh Linh thuê trục vớt tàu kéo, xà lan cùng máy đào. Trong phương án trục vớt, Công ty Ngọc Hoa cho biết, qua khảo sát đánh giá thì tàu kéo bị chìm ở độ sâu 47,5m nằm ở vùng biển Lý Sơn. Khu vực này dòng chảy tầng đáy biển gần như bằng không. Địa hình khu vực tàu kéo chìm bằng phẳng, chất đáy chủ yếu là cát, cát pha bùn và không có đá ngầm. Để trục vớt tàu kéo, phía công ty Ngọc Hoa cho biết sẽ chuẩn bị một tàu kéo có công suất tối thiểu 600cv và xà lan mặt bong có trọng tải khoảng từ 1.500 đến 2.000 tấn. 4 phao trục vớt loại 20 tấn một phao, máy nén khí, máy phát điện, máy bơm nước. Về nhân sự, 12 người gồm chỉ huy công trường, công nhân, thợ lặn và thuyền viên. Theo đó, sau khi đưa xà lan, tàu kéo đến khu vực tàu bị chìm, tiến hành neo cố định. Đội thợ lặn mang phao loại 20 tấn lặn xuống vị trí tàu chìm và cố định 4 phao vào 4 góc của tàu kéo. Sau đó tiến hành bơm khí vào các phao cao su để tàu kéo dần dần nổi lên mặt nước khi tàu kéo nằm trên mặt biển sẽ tổ chức bơm nước ra khỏi tàu kéo để đảm bảo tàu nổi ổn định trên mặt nước và tiến hành các bước xử lý tiếp theo. Khi hoàn tất sẽ kéo tàu vào vị trí mà cơ quan chức năng yêu cầu. Đại diện gia đình nạn nhân vụ chìm tàu kéo và xà lan nói Chúng tôi rất mừng khi hay tin cơ quan chức năng sẽ trục vớt tàu kéo, phục vụ điều tra. Hy vọng khi có kết quả điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý trách nhiệm doanh nghiệp và các bên liên quan khiến xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Theo hồ sơ xuất bến, trước khi sự việc xảy ra, trên tàu kéo có 5 thuyền viên. Khi tàu kéo và xà lan đến khu vực biển cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý, thì xảy ra sự cố. Xà lan LA-06883 bị lật úp, khiến tàu kéo LA-06695 bị chìm. Những người đi trên tàu mất liên lạc. Sau đó, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể 4 thuyền viên. Tuy nhiên, cả bốn nạn nhân này đều không có tên trong danh sách thuyền viên khai báo trước khi xuất bến trong khi đó năm thuyền viên làm thủ tục xuất bến với cảng vụ hiện vẫn mất tích